Lời đầu tiên xin cho Nguyễn Phát trân trọng kính chào quý vị khán giả. Một lời chào trân trọng nhất. Rồi, nói gì qua anh mẹ rồi. Rồi, thì mình hỏi các bạn một câu trước khi vào clip ngày hôm nay. Là các bạn ở nhà các bạn thay nước cá như thế nào? Suy nghĩ đi. Có thể là các bạn hay dùng một cái ống vậy. Và các bạn bỏ vô một đầu trong hồ, một đầu này các bạn có thể hút ra để nước nó chảy ra ngoài. Thì đó cũng là một cách. Hoặc là cái hồ nó có cái nút lỗ mồi các bạn dặn ra. Thì nói chung là những cái cách đó nó quá là khó khăn và rất là bất cập. Mình hút vô, mình chu mỏ, mình hút vô cái miệng này thì nó dơ. Mình phải phun phèo. Thì hôm nay Nguyễn Phát sẽ xin giới thiệu một cái công cụ mà nói mới không mới mà nói cũ không cũ. Chủ đề này đã có rất nhiều bạn làm rồi, nhưng mà hôm nay mình xin làm lại cái chủ đề này. Đó chính là cái dụng cụ thay nước cá, hút cặn thông minh. Đây, xin giới thiệu các bạn, đây là sản phẩm này. Các bạn, nhiều các bạn, ồ cái này biết rồi, cái này tào lao, cái này xí đú, cái này biết lâu rồi. Nhưng mà mình biết rồi, cái này có lâu lắm rồi. Nhưng mà mình sẽ xin giới thiệu lại với các bạn, mà các bạn nào mới, các bạn chưa biết, vẫn còn đang loay hoay cái việc thay nước cá rất là khó khăn. Đây, cái sản phẩm này, để mình đứng rộng rộng ra cho các bạn coi nha. Đây, dài. Cái loại này là loại dài nha các bạn, cái loại này là loại mét rưỡi. Có một loại khác là một loại một mét nữa. Nhưng mà mình xin giới thiệu các bạn loại này, loại dài, cho nó dễ sử dụng đối với những cái hồ sâu hơn. Và mình có thể đưa nước ra xa hơn. Tại sao gọi cái này là lọc nước thông minh? Tại sao gọi cái này gọi là đồ hút cặn thông minh? Thì chút xíu mình sẽ trình diễn cho các bạn xem. Nhưng mà trước tiên trình diễn, mình sẽ giới thiệu cái công dụng, cái gọi là cái tính năng của nó. Thì các bạn có thấy là chính giữa là một đoạn ống để nước chảy. Một đầu á, là cái đầu này á, nó có một cái van khóa nè các bạn thấy không? Cái van này có dẫn khóa nước, mở nước nè. Còn cái tay bóp bóp này để làm gì hả? Đây là cái tay bóp bóp này là để các bạn bóp nước nè. Các bạn bóp nước nè, các bạn để ý nha, các bạn để ý da mặt mình nha. Mình bóp vô thì nó sẽ hít ra nè. Nó hít nè không? Thì khi các bạn bóp á, nước nó sẽ hút ra, không cần các bạn đưa lên miệng các bạn hút nữa. Không cần đưa lên miệng hút vậy nữa. Thì cái van này nó chỉ là nước chảy một chiều thôi, không phải hai chiều. Khi các bạn bóp thì nó sẽ hít, nó không có nhả hơi lại. Đối với nước thì nó sẽ không nhả hơi lại. Chứ hồi mình trình diễn cho coi. Còn cái đầu này để làm cái gì hả? Cái đầu này á, đối với những cái hồ nào mà có cá con á, thì các bạn thấy trong đây nó có lỗ không? Thì cái lỗ này giúp cho cá con nó không qua được, và cá lớn nó cũng không qua được cái ống này. Còn đối với những cái hồ lớn á, các bạn muốn cho nhanh á, thì các bạn tháo ra, các bạn kê sát cái này, cái ống đường ống này vô trong những cái lỗ cặn, những cái lỗ nào mà khó vệ sinh á, các bạn hút nước ra. Đó, thì cái cơ bản mình đã giải thích rồi. Các bạn chưa mường tượng ra được thì bây giờ mình sẽ làm thực nghiệm cho các bạn xem. Mình sẽ hút cặn cũng như là thay nước một cái thùng xốp đã rất là nhiều cặn rồi các bạn nha. Rồi đây nè, trước mặt các bạn là cái thùng xốp mà mình nói hồi nãy, rất là nhiều cặn. Bây giờ mình sẽ thay nước cái thùng này. Mà trước tiên thay nước á, các bạn sẽ hút cái cặn đáy ra trước. Và bây giờ mình sẽ trình diễn cái hút cặn đáy cho các bạn xem nha. Rồi thì đầu tiên mình sẽ bỏ một đầu này vô trong hồ. Đấy, bỏ một đầu này vô trong hồ. Rồi sau đó mình sẽ lấy một đầu còn lại. Mình sẽ bóp. Bóp khi nào nước chảy ra thì thôi. Đó, khi mà các bạn bóp nước chảy ra rồi thì các bạn để im cho nước chảy luôn. Tại vì cái này nó cũng giống như cấu tạo của một cái ống, các bạn hút đầu này ra thì nước nó sẽ chảy theo cái áp suất từ trên cao chảy xuống. Đó, các bạn thấy nước nó chảy không? Rồi, còn ở trong hồ thì cái này các bạn cắm xuống. Cắm xuống, các bạn có thể cắm xuống vậy, nhưng mà hút như vậy theo cái kinh nghiệm mình nó rất là yếu. Bây giờ mình sẽ tháo cái đầu ra luôn. Tại vì hồ này là hồ cá lớn nha các bạn nha. Hồ cá con thì các bạn không nên tháo ra, tại vì hồ cá con thì các bạn tháo ra, cá con nó sẽ đi theo đó và nó đi ra ngoài luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái đầu này ra. Rồi mình đã tháo cái đầu này ra rồi nè. Đấy, mình tháo cái đầu bự ra rồi. Mình tiếp tục mình bỏ vô lại. Mình bỏ vô lại trong đây. Rồi mình cũng bóp. Mình bóp. Rồi bóp, cái nước nó chảy ra nữa không? Nó tự động nó chảy ra. Rồi ở trong đây mình chỉ việc là mình lấy tay, mình thọt cái cây này vô những cái ngóc ngách nào mà nó có bùn có cặn á, mình hút ra thôi.
rất là đơn giản, nhẹ nhàng, không có cần làm gì nhiều hết, các bạn thấy không? Rồi cứ thế là mình hút hết tối quá ta, hút hết tất cả các cặn trong hồ ra. Rồi mình châm nước mới vô. À, đây cũng là một cách hút cặn rất là hiệu quả và cũng để thay nước cực kỳ hiệu quả luôn. Cái này nó có rất nhiều công dụng. Thì các bạn mua cái ống càng dài thì giá thành nó cao hơn chút, nhưng mà sau này mình sẽ sử dụng nó tiện hơn. Nè, các bạn chỉ việc hút đáy ra thôi, các bạn đâu có cần bóp như những cái dụng cụ mà hay bóp hút nhỏ, hay các bạn hay chế cái gì ta, cái chai nước á, các bạn chế thành cái ống hút á, hút vậy cực lắm. Cứ cái này của mình hút lẹ 5 phút là xong hồ, 5 phút là xong hồ, hút cực kỳ lẹ luôn. Đối với những bạn nào mà không có thời gian nhiều để chăm cá thì cái này là cái hiệu quả tốt cho các bạn nha. Đã, các bạn thấy không, mình mới hút được 30 giây mà hút hết khoảng rất là to luôn rồi. Bây giờ mình hút tiếp nè. Đó, mình kéo cái nó đi theo cái ống nó ra ngoài luôn. Nếu mà các bạn nào kỹ hơn, các bạn sợ cá nó dính vào trong đây á, thì cái đầu ngoài á, các bạn để cây vợt vô. Rồi lỡ mà dính cá các bạn thả lại, vậy thôi. Bạn thấy không? Mình hút rất là nhẹ nhàng, đâu có gì đâu, nó tự động, nó áp suất nó cao hơn, do nước nó cao hơn trong đây thì mình hút nó ra. Và hút cái này nó cũng khá hay là mình hút cái tầng đáy không à, chứ mình không có đụng gì tới tầng mặt hết á, mình không có làm cái chất độc ở trong cái đáy bùn nó vươn lên trên mặt nước, giúp nó làm cho con cá nó bị nhiễm khuẩn và nó bị bệnh, không có. Rồi, thấy không, hay không, hay quá, hay quá. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Thấy hay thì nhớ like, comment, subscribe và đăng ký kênh của mình. Cái dụng cụ hút thông minh mà mình nói trước nha, cái này khá thông dụng rồi. Những bạn nào biết rồi thì coi, không coi cũng được, chứ đừng có chửi mình. Tại vì mình hay hướng dẫn những cái mới cho những anh em mới chưa biết. Hồi trước cái này mình không biết, nhưng mà mình đi chợ mình thấy hay, mình về mình làm, mình mua về mình làm thử, thì cái quá trình hút cặn nó rất là nhanh. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ.